Sao gọi là tâm tư giả lập sai biệt dẫn phát như thật trí? Chư Bồ Tát ở nơi tâm tư giả lập sai biệt, thấy chỉ có giả lập sai biệt. Như thật thông đạt rõ biết trong tưởng sự sắc giả lập sai biệt, nghĩa không hai, đó là các sự kia chẳng phải có tánh, chẳng phải không tánh. Tánh mà có thể nói bàn vì không thành thật, nên chẳng phải có tánh. Tánh lìa nói năng, vì chân thật lập thành, nên chẳng phải không tánh. Như vậy do thắng nghĩa đế, nên chẳng phải có sắc, vì ở trong không có các sắc pháp. Do thế tục đế, nên chẳng phải không sắc, vì ở trong có các sắc pháp. Như có tánh không tánh, có sắc không sắc, thì có thể thấy không thể thấy. Hết thảy môn giả lập sai biệt do đạo lý đây đều nên rõ biết. Nếu năng như thật rõ biết giả lập sai biệt như vậy, nghĩa không hai, đây gọi là tâm tư giả lập sai biệt dẫn phát như thật trí. Kẻ ngu ở nơi bốn như thật trí đây, vì có sự khiếm khuyết, vì không hiện tiền, nên có tám chủng tà phân biệt chuyển, năng phát sanh ba sự, năng sanh khởi tất cả hữu tình thế gian và khí thế gian. Do tà phân biệt như vậy nên khởi các tạp nhiễm, vì khởi tạp nhiễm nên lưu chuyển trong sanh tử, vì trường thọ lưu chuyển trong sanh tử nên thường hằng có vô lượng trùng trùng khổ sanh lão bệnh tử, đuổi theo sanh tử lưu chuyển không dừng. Bồ Tát nương bốn như thật trí đây, năng tránh rõ biết tám chủng phân biệt, ở trong hiện pháp tránh rõ biết, nên sự sở y sở duyên nhiếp thuộc hí luận đại vị lai không sanh khởi trở lại. Vì không sanh khởi nên từ y duyên kia phát khởi phân biệt đại vị lai cũng không sanh trở lại. Như vậy vì phân biệt và sự y duyên kia cả hai đều diệt, nên biết tất cả hí luận đều diệt. Hí luận đều diệt như vậy nên Bồ Tát năng chứng đại thừa đại bát niết bàn ở trong hiện pháp, vì thắng nghĩa chân thật, sở hành trí cực thành tịnh, nên năng gặt hái tự tại rộng khắp. Do đây trừ Bồ Tát ở nơi trùng trùng hóa hiện, năng hóa hiện thần thông tự tại. Ở nơi trùng trùng biến hiện, năng biến hiện thần thông tự tại. Khắp ở nơi tất cả cảnh trí sở trì đều được tự tại. Nếu muốn trụ lâu nơi đời, tùy thích năng trụ tự tại. Nếu muốn bỏ thân không đợi duyên hại, không bỏ thân tự tại, năng bỏ thân tự tại. Do trừ Bồ Tát thành tựu vô lượng tự tại như vậy, nên ở trong chốn hữu tình là thù thắng hơn cả, không gì vượt trên. Trừ Bồ Tát rộng khắp tất cả đều được tự tại như vậy, nên thu được năm chủng thù thắng lợi ích tối thượng. Một, đạt được tâm cực tịch tĩnh, đây do an trụ tịch tĩnh, không phải do phiền não được tịch tĩnh. Hai, năng ở nơi tất cả minh xứ không bị chướng ngại, trí kiến vi diệu thanh tịnh sáng sạch triền chuyển. Ba, vì lợi ích hữu tình nên lưu truyền sanh tử không nhàm mỏi. Bốn, kéo nhập tất cả nghĩa ngôn mật ý của Như Lai. Năm, thắng giải đại thừa đã được, không thể bị hoại mất, không bị duyên khác dẫn đoạt. Năm chủng thù thắng lợi ích như vậy có năm chủng nghiệp. Một, Bồ Tát thành tựu hiện pháp lạc trú tối thắng, năng diệt vô số mỏi mệt của thân tâm sanh khởi, do tinh cần gia hạnh đi đến Bồ Đề, đây gọi là nghiệp thù thắng lợi ích của tâm cực tịch tĩnh. Hai, Bồ Tát khắp năng thành tựu tất cả Phật pháp, đây gọi là nghiệp thù thắng lợi ích của trí kiến vi diệu thanh tịnh sáng sạch không chướng ngại ở các minh xứ. Ba, Bồ Tát khắp năng thành tựu tất cả hữu tình, đây gọi là nghiệp thù thắng lợi ích của sự lưu truyền sanh tử không nhàm mỏi. Bốn, Bồ Tát năng giáo hóa tất cả hữu tình để theo sự sanh khởi nghi hoặc của họ, năng tránh khiển trừ, hộ trì khiến chánh pháp nhãn vi diệu của Như Lai cứu trụ. Khi thánh giáo của Như Lai bị ẩn mất vào thời tương tọa chánh pháp, Bồ Tát năng biết, năng hiển, năng tránh trừ diệt. Đây gọi là nghiệp thù thắng lợi ích của việc khéo nhập nghĩa ngôn mật ý của Như Lai. Năm, Bồ Tát năng bẻ gãy tất cả dị luận của ngoại đạo, tinh tấn bền vững, chánh nguyện không lay động. Đây gọi là nghiệp thù thắng lợi ích của thắng giải đại thừa không thể bị hoại mất, không bị duyên khác dẫn đoạt. Như vậy tất cả sở hữu việc làm của Bồ Tát đều nhiếp thuộc năm nghiệp thù thắng lợi ích như vậy. Sao gọi là tất cả việc làm của Bồ Tát? Đó là tự mình an lạc mà không tạp nhiễm, pháp năng thành thực tất cả Phật pháp, các năng thành thực tất cả hữu tình, hộ trì chánh pháp Như Lai vô thượng, hàng phục các luận khác, tinh tấn rõ mãnh, chánh nguyện không lay động. Tóm lại phải biết bốn chân thật nghĩa như vậy. Nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai nhỏ bé, nghĩa thứ ba bậc trung, còn nghĩa thứ tư thủ thắng hơn cả.